Chào các em, cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em đã hoàn thành các bài tập ở phiếu cô giao chưa? Các em cố gắng làm bài tập đầy đủ nhé. Hôm nay chúng ta đến với bài so sánh hai phân số khác mẫu số. Cô mời các em nhắc lại tên tựa bài cùng cô. Toán so sánh hai phân số khác mẫu số. Để nắm được cách so sánh hai phân số khác mẫu số như thế nào, chúng ta đến với ví dụ đầu tiên nhé. Cô mời các em đọc cùng cô nào. Ví dụ, so sánh hai phân số 2/3 và 3/4. Các em có nhận xét gì về mẫu số của hai phân số này? Hai phân số này khác mẫu số. Để thực hiện yêu cầu của ví dụ này, cô có hai băng giấy bằng nhau. Đầu tiên, ở băng giấy thứ nhất, cô chia thành 3 phần bằng nhau. Cô tô màu 2 phần. Các em quan sát và cho cô biết cô đã tô màu mấy phần của băng giấy thứ nhất? Cô đã tô màu 2/3 của băng giấy thứ nhất. Tiếp theo, ở băng giấy thứ hai, cô chia thành 4 phần bằng nhau. Cô tô màu 3 phần. Các em quan sát và cho cô biết cô đã tô màu mấy phần của băng giấy thứ hai? Cô đã tô màu 3/4 của băng giấy thứ hai. Dựa vào hai băng giấy trên màn hình, các em nhận xét xem băng giấy nào được tô màu nhiều hơn? Băng giấy thứ hai được tô màu nhiều hơn. Phần được tô màu ở băng giấy thứ nhất biểu thị cho phân số 2/3 và phần được tô màu ở băng giấy thứ hai biểu thị cho phân số 3/4. Vậy, phân số 2/3 như thế nào với phân số 3/4? Phân số 2/3 bé hơn phân số 3/4. Em nào có câu trả lời khác không? Phân số 3/4 lớn hơn phân số 2/3. Để chứng minh cho cách so sánh hai phân số trên bằng hình ảnh băng giấy là chính xác, cô sẽ hướng dẫn các em cách so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số đó. Trước khi thực hiện quy đồng, các em nhắc lại, muốn quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như thế nào? Muốn thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như sau. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Các em thực hiện cùng cô nhé. Đầu tiên, ta lấy phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai, tức là lấy phân số 2/3 nhân với 4 được phân số 8/12. Tiếp theo, ta lấy phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất, tức là lấy phân số 3/4 nhân với 3, ta được phân số 9/12. Các em có nhận xét gì về hai phân số mới được quy đồng? Hai phân số này có cùng mẫu số là 12. Vậy, 12 được gọi là gì? 12 gọi là mẫu số chung của hai phân số 2/3 và 3/4. Cô mời các em so sánh hai phân số 8/12 và 9/12. Phân số 8/12 bé hơn phân số 9/12. Vì sao các em có câu trả lời như vậy? Vì hai phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Đúng rồi. Vì phân số 8/12 bé hơn phân số 9/12 nên phân số 2/3 bé hơn phân số 3/4. Qua ví dụ trên, em nào cho cô biết muốn so sánh hai phân số khác mẫu số ta làm như thế nào? Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Cô mời các em nhắc lại cùng cô nhé. Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.
Đây cũng chính là nội dung của bài học mà các em cần ghi nhớ. Cô mời các em đọc cùng cô. Ghi nhớ, muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của hai phân số mới. Bài học ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn các em cách so sánh hai phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số rồi so sánh. Em nào có thể nhắc lại cho cô tên bài học hôm nay chúng ta vừa tìm hiểu nào? Giỏi lắm! Hôm nay chúng ta học bài toán so sánh hai phân số khác mẫu số. Các em nhớ học thuộc ghi nhớ để áp dụng vào làm bài tập thật tốt nhé! Cô hy vọng các em sẽ yêu thích bài giảng hôm nay của cô cũng như yêu thích học toán. Cô chúc các em một ngày nhiều niềm vui và học tập thật tốt nhé! Cô chào các em! Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau!